Tiếp theo xin được chúc mừng công ty cổ phần Kềm Nghĩa, thương hiệu Kềm Nghĩa với hơn 120 đại lý kinh doanh và phân phối sản phẩm chăm sóc sắc đẹp đạt tiêu chuẩn quốc tế của Kềm Nghĩa, chiếm trên 80% thị phần tại Việt Nam. Tiếp theo xin được chúc mừng công ty cổ phần Kềm Nghĩa, thương hiệu Kềm Nghĩa với hơn 120 đại lý kinh doanh và phân phối sản phẩm chăm sóc sắc đẹp đạt tiêu chuẩn quốc tế của Kềm Nghĩa, chiếm trên 80% thị phần tại Việt Nam.